โอเคบาดสวัสดีบ่าวๆบาดថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីខ្នាតនៃការធ្វើទូឃុំណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបាទចង់ធ្វើទូឃុំដោយខ្លួនឯងបាទមានឈើមានអីគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចហើយនឹងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើគឺអាចធ្វើខ្លួនឯងបានអូខេបាទអញ្ចឹងខ្នាតទាំងនេះគឺខ្ញុំយកទូស្មាច់បាទជាគំរូណាអូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមនឹងបានបាទអូខេបាទនេះគឺកម្របខាងលើណាកម្របខាងលើនេះ บ้านนี่คือกระบอกข้างเลยนะกระบอกข้างเลยนี่บ้านจังผมใบบ่าวเวียคือ50 ซม. บ้าน50 ซม. ตีไม้กะละบ้านตัวใบนี้นะใบนี้เป็นเมียนลอยใช้มันติดนะนี่บ้านตัวนึงเป็นเมียนลอยใช้มันติดตัวนี้นะบ้านตามปัตถมนี้เวียทำ50 ซม. ตีไม้ได้ตัวนี้บ้านลอยตัวนี้มันติดหม้อคือผมเปิด 50 ซม. เดียดนะบ้านจังบางคนอาจจะเฟื่อโดยจังหม้อบ้านนี่คือกระบอกข้างเลย ไอ้ตึงบอกวิบ่าตึงบอกวิคือ48บ่านี่ตึงบอกวิคือ48ซม. บ่านี่บ่า48 ซม. ตึงบอกขมอบนั้นจะกรอบเลือดตูข้างครองนี่โอเคบ่า chẳng dùng quạt kèm đi dùng quạt kèm đi cứ à kèm nó hay nâng cầm một thằng lớn mà kèm kèm này kèm thùng đấy mà nhìn lột từ nãy nè mà dùng quạt nó cứ kèm nó hay cầm một nó cứ phần khnề nè mà chẳng cứ sai sập bảy xong thì máy tấn hay vận đời bảo viết cứ 27 và 27 xong thì máy bà nè 27 cm đấy tầng bảo viên đi hay chầm rơi bảo viên mà chầm rơi bà bảo viên đi cứ ok bà chẳng chầm rơi chờ bảo viên đi bà chờ cầm pu hồ vía cứ mà phay bảo mùi bà cầm pu với nhau thầm mà phay bảo mùi xong thì mày nè bà cầm pu này bà cầm pu chờ này cứ phay bảo mùi mà thầm này nè mà thầm một phay phần mùi nắng của bố mà chẳng ở tầm hốm có hái ở lấy dân bà cơm bà cơm cứ bà dân thức lấy dân mạnh tí mà dân trầm bà xài sập bầm bay cái là bà nè bà cơm thứ xài sập bầy cái là bà nè xài sập bầy cái là bà bà nắng bà vay mà viên này lứa vì miền lộp mà lời này tiến không hồn bà về miền lộn lên tiết nữa làm bài đạn bà con có mấy bà con về có mấy bà con về chụp nhé bà những cái thư thầm thời khăn nào được về nói hay à khăn nóng này hàng cám này nấy bà nấy bà về miền qua bà con chứ miền qua bà con nấy sẽ đẹp túc hay cái vây để cố được cái bánh để cố anh ấy cứ cái bà cho làm bài tục với có mấy vì nhẹ nhé bà hay bà con khăn nóng cứ dân thơ trầm bà con khăn nóng này nè sai sập bồn xong thì mệt nhé bà thầm sai sập bồn xong thì mệt nhé hay à chờ bà tia chờ ní bà tia chờ ní bà pi xong thì mệt pim pal bà pim pal pim pal bà này nè pim pal bà tia bà con nè ai à ní hè ní pân cái này bà này à lừa cỏ này nè bà cái thứ phần khnía hay anh ấy cứ chơi trồng mà anh ấy trồng và hay anh nó thứ bẹ cả đá nó anh ấy cứ mùi bánh pim pơ là anh ấy mùi pơ bà tia vía nè nè bà tia nè tôi nhé cứ mùi pơ mà nè bà chẳng khó khnía mùi xong thì mày nó pim pơ anh ấy mùi pơ ok bạn chẳng là khăn mốc mà lại dân dân mà khăn mốc đấy khăn mốc này tu mông nhất cái thứ sẽ đẹp bật bạc nè mà sẽ đẹp bật bạc đấy thưa hôm nay các bạn này mà bông bông là ai miền trung đấy là anh ấy cái trò mẹ hồn vi tranh thưa bạn đấy và lấy chồng vua mọi hồn vi tranh nhá cứ mà vua nó đôi chỉ đọc mà đọc xong thì mày bà mọt rôn này vì để mọt rôn này vì tránh hết nè bà đọc xong thì mệt nè bà đọc xong thì mệt mọt rôn này vì tránh nè mà lấy đọc xong thì mệt
hay miền này đi khăn này đáy và miền sân ánh mà hay mẹp tròn ấy và hồng để đạt sân ánh cứ 35 cm nè nè bà nhắc 35 cm nè nè bà hay đạt sân ánh đi kê trong máu miền mộng nguyên cái đào chẳng đáy bà nằm bây về đỏ tầng hàm tên là đây vì dương trở lại đây ấy thì vì dương bật khỏi phần lớn dương đỏ về đỏ tầng hàm bạn hãy thưa cái lưỡi mà xem bật cầm một nấng một rào ấy thì có đóng lại cô đấy luôn bà sao bà mình chờ thế để dựng đất bà khi bật cái mình cái lưỡi khi bật nhé nè và cái lưỡi bật chẳng tới hay về đằng trốn cứ thì tại lẽ này cho khó nằm bởi vì mình cho trên trốn một mạch đỏ tầng hàng bán hay bị ẩn ngọt mà hai bên cái lưỡi này cao đấy à đây nè mà mẹ tụt móc về thì bảo móc về nhà mà chẳng đi cứ chỉ ta thừa tụ mồm và khả năng tụ mồm để ai thừa khu này bàn á chẳng là sẽ đi bỏ bộ nơi mình chung ngon mình xung đô gái nào cho bà ấy cứ ai bà comment được cả video trong tay nhé ok bà chẳng chúc nên là video cực cực cực